Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị cô bác anh chị trong video buổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7. Em lại tiếp tục làm video xin được gửi đến tất cả quý vị cô bác anh chị hai mẫu quạt mang thương hiệu của Sanyo và của dòng Lationa dòng Paracool. Đấy. Một chiếc san bàn bầu ôm trăm đồng cánh đục công tắc chuồn chuồn. Và thứ hai là một chiếc La Paracool. Đấy, hai đồng hồ. Thì sau đây em xin đi vào chi tiết cho từng sản phẩm một. Chiếc thứ nhất là một chiếc quạt Sanyo. Em này có sải cánh 30. Lồng trước lồng sau đều lồng sơn. Bầu sắt, phun sắt bác nhé. Đấy. Đấy. Và một chiếc quạt này là một chiếc quạt zin nguyên bản. Đấy. Đây, cánh các bác nhìn này. Cánh dòng cánh đục nhé. Đấy, chiếc quạt này thì còn tương đối vì là một chiếc quạt này cũng rất là nhiều năm. Sơn xiếc em bao zin nguyên bản này nên là lồng niếc thì nó cũng sẽ bị kém một chút. Đây, bầu sau thì nó chỉ bị mỗi một cái vết xước nho nhỏ này thôi, còn bao nhiêu là rất là không bị méo. Đây là bị xước sơn. Đấy, cổ cánh này, đây tem đây, đây cái này nó bị mất cái núm cao su ở trong, cao su nó bị tuyết hết rồi. Em mà thay vào cái này đỡ vào trong cái dây trông cho nó đỡ nắc bị nắc lư. Đây tem của nó đây. Tem rất đẹp nét luôn này. Em này là 30 cm 12 in, tức là sải cánh 30 đấy. Đấy, điện áp từ 50 đến 60 này. Sản xuất tháng nô này là sản xuất là chiếc quạt này là tháng 10 năm 1962. Đấy. Theo em tìm hiểu thì nó là như thế, còn không biết là các bác nào mà biết hơn, hiểu rõ hơn về chiếc quạt mà những cái xe sản xuất sinh năm của chiếc quạt này thì bác hỗ trợ em với ạ. Đấy. Chiếc quạt này 1962 mà bây giờ cho nói em nói các bác bây giờ nó còn được cái này thì phải nói là nó cũng là một cái rất ok. Đấy. Đây, nó so thì còn nguyên đây nhưng mà cái núm cao su bên trong ấy nó chảy hết ra rồi, tết nhìn ra bẩn. Đấy, em thay bằng cái núm nhựa này. Đấy, để đỡ nó so trông nó đỡ đắc na đắc nẻo. Đấy, ốc yếc thì còn rất là sáng. Thân thủ thì cũng ok. Đấy. Bầu tất cả phun sắt, bầu sắt. Túp năng cơ, rồi gọi là túp năng rút đấy. Đấy, logo còn rất đẹp này. Sau đây em test luôn chức năng của nó luôn. Đấy. Em bật chế độ số 3. Đấy là chế độ số gió nhất, nhỏ nhất đấy. Đấy, đợt vừa rồi thì em cũng về được khoảng tầm 20 con. Và thì vừa dọn vừa bán thì cũng được một chút rồi. Đấy là nô mới. Bác nào có quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ với em theo số Zalo là 0969 135 686. Hoặc là bác nào ở gần thì các bác ghé vào cửa hàng. Địa chỉ của em là Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Đấy. Một chiếc Sanyo sải cánh 30 full sắt. Cánh đục, bầu warm tem đồng, cánh đục. Đấy. Công tắc chuồn chuồn, dây dỡ tất cả zin hết cho quạt bác nhé. Đây, zin hết cho quạt luôn này. Đấy, phím trắng nhé. Đấy, và chiếc quạt này em bán với giá là 3.300.000. Một chiếc quạt là Sanyo sải cánh 30. Và em này vẫn còn nguyên zin tất cả mọi thứ. Và điện vẫn còn 100. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 150.000.
Đấy, bác nào chuyển khoản hết em bao ship và em nhận ship toàn quốc. Đấy, bác nào mà cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại mà em vừa thông báo. Và em xin phép được chuyển cho em quạt thứ hai, một là chiếc quạt Paracool, Paracool đây này, Lationa dòng Paracool bác nhé. Em bà này thì có sải cánh 30, cao tầm khoảng 850 cm. Bầu nhựa tốt năng điện, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng si. Đấy, lồng này lồng vanh si. Bầu nhựa tốt năng điện nhé, tốt năng cáp. Con này tốt năng cáp bác nhé. Đấy, cánh đẹp luôn các bác này, nhìn cái chóp cánh này, cánh này màu xanh lá rất đẹp luôn. Đấy, lồng trước thì cũng còn khoảng tầm 80%. Đấy, bầu nhựa này, cổ lành nhé các bác nhé, cổ lành, cánh này. Em này thì nó có hai đồng hồ, một là đồng hồ tút năng cáp và một đồng hồ hẹn giờ. Đấy, đồng hồ hẹn giờ vẫn còn hoạt động. Đấy, đây logo đây còn rất đẹp này, chữ chiếc là vẫn còn rất sáng. Đấy, có cái phím số 0 này thì nó cũng hơi ngả màu một chút, còn phím 1, 2, 3 thì còn rất ok. Đấy, phím này thì phím này thì em cũng không để ý, chứ phím này để nào lúc nào mấy em xử lý cho nó đẹp luôn. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác nhé, sải cánh 30, sơn xiếc đây các bác nhìn, sơn trước sơn sau này. Đấy, em đã lau qua nước đã rồi đấy. Em này là dòng, này dòng khóa bằng cái này là cái khóa nhé bác, bạn nóng ra thì nó tự nó xo đấy lên. Đấy, bác muốn đấy thì bác cho xuống, bác ấn xuống rồi bác khóa cái này bằng cái này. Đấy, khóa này, khóa cổ này và màu này này, cùng cùng bu màu nhé. Đấy, thế thì đây, dây điện thì ở bên Nhật nó đã bị mất cái dây này, em đã đi mua cái dây khác lắp vào đây. Dây này là dòng dây của liên doanh nhưng của Nhật. Logo thì cũng còn là rất ok, rất là sáng. Em mà test đồ chức năng của nó luôn nhé. Em mà bật số 1 và đồng thời bật túp năng. Dòng này chạy cực kỳ êm các bạn. Cánh màu xanh lá. Dòng Paracool này chạy cực lành, cực êm, gió mát, mát sâu. Một là chiếc là Lationa dòng Paracool. Đấy, logo vương miện anh các bác nhé. Đấy, dòng này chạy chất gió cực kỳ ok, cánh cổ lành, sơn xiếc zin nguyên bản, lồng còn khoảng tầm 80%, dây điện phích cắm rời. Đấy, nếu bác nào có nhu cầu một phích cắm nguyên bản của nó thì em cũng lắp vào được. Những cái dòng dây này thì nó sẽ tốt hơn, trông thì nó không đúng với lại mẫu mã lắm nhưng mà không sao, cái dây thì nó ở ngoài này. Bác nào có nhu cầu dây mới thì em đưa dây mới, còn không thì em lấy một quạt khác sang em lắp cho các bác, không cái không, không cũng không thành vấn đề lắm. Điện 100V, sơn xiếc zin nguyên bản, chạy êm, gió mát. Và chiếc La Paracool này em bán với giá là 3.500.000. Đấy, cho bác nào
chưa còn hết thì em bao ship. Đấy. Còn bác nào có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 150. Nguồn của em là nguồn xuyến. Đấy. 6 lạng đồng. Đấy. Thế mà nguồn mà ví dụ như là nó nhẹ hơn thì cũng phải xem. Nhẹ hơn thì nó sẽ là dây nhôm. 6 hơn 6 lạng. Nguồn xuyến thì nó không bị tản nhiệt và nó không bị ù. Nguồn vuông thì 5 nút có cái ù, có cái chạy rất là không ổn định. Có cái nguồn thì cái này là bên ngoài nè, không nó chạy đi. Đấy. Chạy cực êm luôn các bác nhé. Đấy, bắt đầu chuyển khoản hết em bao ship. Và ngoài những sản phẩm này ra em còn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Như quạt bàn, quạt lửng, quạt cây, quạt nhựa, quạt găng sắt em đều có. Bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tích Kỳ Hải Dương. Kính mong bác nào ở gần thì các bác ghé qua cửa hàng. Còn bác nào ở xa thì bác chụp ảnh lại sản phẩm bác quan tâm, xong bác liên hệ với em theo số điện thoại Zalo, em sẽ gửi hình ảnh và quay video gửi trực tiếp cho bác. Đấy. Video buổi sáng ngày hôm nay thì em xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú anh chị đã theo dõi video. Và xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn lại các bác, cô chú anh chị vào những video sau.